Rosie, bông hoa hồng nhỏ bé với vẻ đẹp lấp lánh. Có một lần, trong một vườn hoa tuyệt đẹp, có một bông hoa hồng nhỏ xinh tên là Rosie. Rosie là một bông hoa hồng đỏ tươi rực với những cánh hoa mềm mại và mùi hương ngọt ngào. Rosie luôn cảm thấy mình không đặc biệt và không đủ nổi bật trong vườn hoa. Cô thấy rằng có những hoa lớn và đầy màu sắc xung quanh mình, nhưng cô chỉ là một bông hoa nhỏ bé. Một ngày nọ, khi một cậu bé tên là Tom đi ngang qua vườn hoa, cậu nhìn thấy Rosie và bước tới nói chuyện. Tom nói với Rosie rằng mắt cậu đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô. "Rosie ơi, em làm sao mà em lại tự nhận mình không đặc biệt? Em làm trái tim tôi lạc lối với vẻ đẹp của mình," Tom nói. Rosie cảm thấy rất vui mừng và cảm động bởi lời khen của Tom. Cô hiểu rằng đẹp không chỉ nằm trong việc so sánh với người khác mà đẹp nằm trong sự tự tin và sự đặc biệt của bản thân. Từ đó, Rosie trở nên tự tin hơn và nhìn vào chính mình với một ánh mắt khác. Cô biết rằng dù nhỏ bé nhưng mình có một nhiệm vụ quan trọng, truyền tải tình yêu và vẻ đẹp đến mọi người xung quanh. Từ khi đó, Rosie trở thành niềm tự hào của vườn hoa. Cô luôn nở rộ và lan tỏa một hương thơm tuyệt vời. Mọi người đến và ngạc nhiên trước vẻ đẹp và sức sống của Rosie. Cô trở thành biểu tượng của tình yêu và đẹp trong vườn hoa. Với câu chuyện về Rosie, chúng ta học được rằng đẹp không phải chỉ là ngoại hình, mà nó đến từ sự tự tin và khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Kết thúc câu chuyện